Xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang xem video này. Có một chị có hỏi Huyền một cái câu hỏi là: em ơi, chị có nên làm nghề tư vấn hay không? Chị đang được mời tìm hiểu làm nghề tư vấn. Thì Huyền mới hỏi chị rằng là: ủa, thế tại sao chị lại hỏi em câu hỏi này? Bởi vì nếu như chị hỏi em câu hỏi này thì em đang làm nghề tư vấn, thì chắc chắn em sẽ nói rằng là chị nên làm. Chị làm đi, đúng không ạ? Bởi vì em đang làm một công việc này và em cảm thấy đây là một công việc rất là tuyệt vời. Và chính vì tuyệt vời cho nên em cũng mới là có thể là mạnh dạn nghỉ ở một cái công việc cũ của em khi 10 năm gắn bó trong một cái môi trường nhà nước để mà em chuyển sang công việc này. Và nó giúp cho em phát triển bản thân cũng như phát triển mọi kỹ năng cũng như là những cái phiên bản tốt hơn của mình này, nó càng ngày càng nâng cấp. Vì chính vì điều đấy cho nên là em nghĩ rằng nếu như chị hỏi em câu hỏi này thì hoàn toàn chắc là chị cũng sẽ biết ngay câu trả lời là chị nên làm đi, vì nó giúp cho mình tốt hơn, giúp cho cuộc sống của mình tốt hơn, thu nhập tốt hơn, cơ hội mối quan hệ nhiều hơn, rồi tất cả những cái kiến thức kỹ năng mình tự tin hơn rất là nhiều. Đúng không? Thế thì khi mà Huyền trả lời câu hỏi đó xong á thì chị lại hỏi là: nhưng mà chị không biết chị có làm được không? Không biết là các anh chị xem video này, các anh chị có cái câu hỏi này, có cái câu đặt cũng câu hỏi như này không ạ? Nếu như các anh chị cũng thấy bây giờ rất là nhiều người đi làm bảo hiểm và có một cái câu nói mà Huyền thấy rằng là: ôi trời ơi, ai rồi cũng sẽ đi làm bảo hiểm. Huyền rất thích cái câu nói đó. Bởi vì khi các bạn đi làm bảo hiểm á, thì các bạn cũng sẽ hiểu, ít nhất là các bạn trải qua khóa học, các bạn sẽ hiểu được cái giá trị của bảo hiểm như thế nào. Và khi các bạn hiểu thì chắc chắn là gia đình nhà bạn thì cũng sẽ có tham gia, và như vậy chính cuộc sống của bạn cũng sẽ yên tâm hơn. Mỗi một gia đình, mỗi một thành viên hiểu về bảo hiểm thì gia đình đó sẽ có sự an tâm về tài chính, được bảo vệ trước các rủi ro. Thì như vậy thành một cái cộng đồng cũng như là cái xa hơn, đó là tại cái khu đó hay là cái tổ chức đó hay là đơn giản là tại đất nước mình cũng sẽ là tốt hơn, đúng không ạ? Vậy thì quay trở lại là không biết là mình có làm được bảo hiểm hay không, thì Huyền chia sẻ với các anh chị bốn điều. Nếu như mình có bốn yếu tố này, nếu mình có thì chắc chắn các bạn sẽ làm công việc này, không phải làm được đâu mà các bạn sẽ làm cực kỳ tốt, các bạn sẽ làm cực kỳ tốt đối với công việc này. Bởi vì trong quá trình mà Huyền làm việc cũng như là Huyền huấn luyện ấy, các bạn mới vào nghề và sau đó thì Huyền cũng có nhìn và theo dõi cái lộ trình phát triển thành công của tất cả các bạn, thì Huyền thấy rằng có những người Huyền theo dõi và có cái tính chất là khảo sát những cái người thành công và cái quá trình làm việc của họ, thì nó sẽ có những cái đặc điểm như sau. Và nếu như các bạn cũng có những cái đặc điểm đó thì Huyền chúc mừng các bạn, vì hoàn toàn các bạn sẽ làm rất là tốt. Thì điều đầu tiên đó là một người mà muốn làm tốt trong công việc bảo hiểm nhân thọ thì bạn phải đảm bảo có yếu tố này. Nếu như không có yếu tố này, Huyền khẳng định luôn là các bạn sẽ làm rất là lẹt tẹt và các bạn sẽ có thể là khó có thể phát triển được. Yếu tố đầu tiên then chốt đó là bạn phải có một cái động lực, bạn phải có một cái khát khao. Cái động lực khát khao nó gì? Tức là bạn phải có một cái kỳ vọng, một cái mong muốn về cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, và nó sẽ phải thể hiện ra bằng bạn phải chi tiết nó ra là bạn muốn gì trong cuộc sống, tức là ít nhất là bạn phải có chữ muốn. Đó là yếu tố đầu tiên, là bạn phải có động lực, bạn phải mong muốn là mình có thu nhập tốt hơn, bạn phải có một cái sự quyết tâm đó, đúng không ạ? Hay là bạn mong muốn là có những người nhá, không phải đến vì thu nhập đâu mà họ hiểu cái giá trị nhân văn trong nghề ấy, thì họ mong muốn rằng là họ sẽ có giá trị hơn để họ có thể chia sẻ cũng như là giúp cho nhiều người có bảo vệ cái giải pháp bảo vệ, bởi vì gia đình họ quá thấm đối với cái việc mà cái giá trị của bảo hiểm khi họ đón nhận được như nào. Cho nên là cái yếu tố đầu tiên để giúp cho bạn có thể làm tốt được công việc, bạn phải có một cái khát khao, bạn một điều nào đó, bạn phải có một cái động lực đủ lớn, một cái mong muốn. Đó là động lực, khát khao hay còn gọi là mục tiêu. Phát triển con người, phát triển bản thân, phát triển thu nhập, đúng không ạ? Phát triển những mối quan hệ, phát triển kỹ năng, phát triển kiến thức, tất tần tật bạn phải có một cái mong muốn rõ nét. Đấy là cái điều đầu tiên. Bạn có điều này không ạ? Nếu như bạn có điều này, Huyền chúc mừng các bạn, vì ít nhất là bạn có một điều rồi, là các bạn đã có thể trở thành một người tư vấn rồi. Nhưng còn ba điều sau nữa là ba điều giúp cho bạn trở thành người tư vấn thành công. Điều thứ hai đó là gì? Điều thứ hai đó là bạn sẽ cần có cho mình kiến thức và kỹ năng. Đây gọi là năng lực. Đầu tiên bạn có động lực, bạn có quyết tâm, nhưng thứ hai bạn cần có năng lực. Năng lực ở đây tức là gì? Những cái kiến thức chuyên môn về ngành, kiến thức chuyên môn về nghề, những cái kiến thức về xã hội, những cái quy trình, những cái cách làm. Đấy là gọi là những cái năng lực, đúng không ạ? Những cái năng lực này thì các bạn yên tâm, bởi vì không có ai là sinh ra biết hát ngay cả, không có ai sinh ra biết nói ngay cả. Mà năng lực này các bạn sẽ được những công ty bảo hiểm huấn luyện và đào tạo cho các bạn, để các bạn có cho mình những trang bị cho mình những cái năng lực, những cái kiến thức, những cái chuyên môn để các bạn tự tin
hơn. Cho nên năng lực này sẽ được vun đắp. Và cái yếu tố số 3 đó là về cái mức độ là bạn có phải là một người tiềm năng hay không, đúng không ạ? Rất là nhiều người nói rằng là ôi chị đi làm bảo hiểm đi, em thấy chị làm sẽ rất là tốt vì chị có rất là nhiều mối quan hệ. Thì cái đấy được đánh giá là tiềm năng là mình đã có những cái niềm tin, mình đã có những cái sự ảnh hưởng hoặc mình đã có những cái mối quan hệ trước, ít nhất là mình cũng đã tạo được cái góc độ tin cậy đối với những người khác, thì đấy là mức độ tiềm năng có. Nhưng mức độ tiềm năng này với cái mức độ năng lực này là hai cái yếu tố, là yếu tố số 2 và yếu tố số 3 ấy. Có những người khi đến với công việc này hoàn toàn chưa có hai cái số này, Huyền khẳng định luôn, chưa có hai. Giống như Huyền vào một công việc này, Huyền cũng không phải là người có năng lực đâu các anh chị. Huyền không phải là người có năng lực đâu. Về mức độ tiềm năng, mối quan hệ Huyền cũng chỉ có giống như rất là nhiều người. Tức là lúc đó thì cái mối quan hệ đó cũng chỉ là những người thân xung quanh, bạn bè, trong cái quá trình mà mình trưởng thành từ bé cho đến lớn. Chứ để mà mở rộng, để mà là hoàn toàn là cũng chưa có nhiều những cái mối quan hệ đó đâu. Thì cái yếu tố số 2 và yếu tố số 3 này, hoàn toàn các bạn, khi các bạn có yếu tố đầu tiên, các bạn có những cái động lực, cái mong muốn phát triển bản thân, sự tự tin, sự kiến thức, rồi là môi trường, rồi thu nhập, thì yếu tố số 2, yếu tố số 3 các bạn sẽ có khi mà các bạn có một cái quy trình, có một cái nơi để giúp cho các bạn có thể là hình thành được cái điều này. Đó. Và yếu tố số 4 là yếu tố vô cùng quan trọng, và yếu tố này là yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định khi mà các bạn có yếu tố số 1, có số 2, có số 3 nhưng thiếu yếu tố số 4 là cũng không có thể làm được. Đó, cho nên yếu tố số 4 là yếu tố số quyết định, đó là bạn có thực sự kỷ luật, chăm chỉ và nỗ lực hay không. Cho nên yếu tố số 4 chính là cái sự chăm chỉ, nỗ lực của mình để mình có được các thành quả đó, hay còn gọi là cái thái độ. Ngày hôm nay Huyền có đứng một cái lớp khai giảng dành cho tất cả các bạn học viên mới khi mà gia nhập với công việc này, thì Huyền chia sẻ với các bạn rằng các bạn khi mà vào đây, công ty sẽ trang bị cho mình kiến thức, trang bị cho mình kỹ năng, các bạn sẽ được huấn luyện và học tập rất là bài bản theo một cái quy trình chuẩn, từ nền tảng cơ bản cho đến chuyên sâu cho đến nâng cao. Nhưng có hai điều mà các bạn sẽ phải tự mình có, tự lực có, mà mình phải rèn luyện. Và nếu như các bạn rèn luyện được hai điều này chỉ sau khoảng một thời gian thôi, rất nhiều người sẽ nói rằng là ồ, chị vào bảo hiểm nhưng mà chị em thấy chị làm bảo hiểm và chị ngày càng tốt hơn. Bởi vì hai yếu tố đó chính là cái thái độ. Khi bạn có một cái thái độ đúng, cái thái độ chuẩn mực và một cái thái độ có thể nói rằng là nghiêm túc trong cái công việc này, thì kiến thức và kỹ năng sẽ tràn đầy, các bạn sẽ được học cái đó. Bởi vì bạn sẽ không bỏ lỡ tất cả những cái quy trình công ty khi bạn có một cái thái độ và có một cái kỷ luật đúng, và tự động như vậy là con đường thành công của các bạn cũng đã lên rồi, đúng không ạ? Và khi các bạn đã hình thành những cái thái độ nghiêm túc như vậy, có một cái lộ trình của việc làm việc như vậy, thì tự động cái thói quen tích cực của bạn sẽ được hình thành. Và khi thói quen của bạn hình thành thì đương nhiên gì ạ, tất cả những cái điều tốt đẹp nó cũng sẽ đến. Luôn luôn là một người tích cực, có năng lượng và hoàn toàn mình có thể là một người có giá trị, bởi vì mình chăm chỉ học thì mình có kiến thức, mình có chuyên môn để mình có thể chia sẻ và giải đáp cho những người cần đến những kiến thức của mình. Cho nên cái yếu tố cuối cùng số 4 ấy, mình nói đó là yếu tố nỗ lực ấy. Đó là yếu tố vô cùng quan trọng trong nghề tư vấn. Không cứ vì các bạn tư vấn mới đâu, mà bất cứ một anh chị tư vấn viên nào, dù đang là quản lý hay đang ăn cấp độ mới vào hay làm lâu rồi, nếu thiếu yếu tố nỗ lực này là hoàn toàn các bạn sẽ tự mình bị đào thải khỏi nghề. Bởi vì đây là một nghề rất là cạnh tranh. Cạnh tranh đối với chính người đại lý, cạnh tranh với công ty này, với công ty khác, cạnh tranh với kênh này, với kênh khác, đúng không ạ? Nhưng các bạn chỉ cần giúp cho Huyền là nếu như các bạn có 4 yếu tố này thì hãy nộp đơn gia nhập ngành bảo hiểm nhân thọ để cho mình một cái cơ hội trải nghiệm và thử sức với nghề. Vì như vậy ít nhất các bạn không mất gì, nhưng các bạn sẽ có một cái sự trải nghiệm để các bạn hình thành cái phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình trong những cái giai đoạn kế tiếp cuộc sống. Huyền đảm bảo rằng các bạn làm thì các bạn sẽ thấy cuộc sống nó vô cùng ý nghĩa, bởi vì một cái công việc nó đem lại cái giá trị nhân văn tuyệt vời cho tất cả các gia đình. Huyền chúc cho tất cả các bạn khi mà có cơ duyên biết đến cái video này của Huyền, các anh chị hãy tìm hiểu sâu hơn về bảo hiểm nhân thọ. Các anh chị sẽ có những, có thể nói là những cái chia sẻ, nếu như các anh chị đã hiểu rồi về bảo hiểm nhân thọ, đến với những người khác để chúng ta tạo thành một cộng đồng nhiều người cùng hiểu đúng, hiểu đủ và biết đến một cái giải pháp để giúp cho mình vừa có yên tâm về cái quỹ hưu trí, quỹ giáo dục, hay là ít nhất trước hết vai trò lớn nhất của bảo hiểm đó là bảo vệ rủi ro trước những cái vấn đề không may xảy ra trong cuộc sống, chuyển giao rủi ro từ cá nhân, từ một gia đình đến một tập đoàn lớn để gia đình mình sẽ không bị phá sản hay kiệt quệ về tài sản. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của Huyền và chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn có cuộc sống hạnh phúc, bình an và gặp thật nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo để chia sẻ những giá trị về bảo hiểm nhân thọ các bạn nhé.